Theo lời nhân viên tư vấn bán hàng, khách mua xe Isuzu MU-X thế hệ mới có thể đặt cọc tại đại lý. Thông tin dò dỉ ban đầu cho thấy, MU-X 2022 sẽ được bán tại thị trường Việt tới 4 phiên bản trong, nhiều hơn một phiên bản so với mô hình hiện hành. Giá xe Isuzu MU-X thế hệ mới khởi điểm từ 900 triệu. Hiện tại, xe đã được chuyển tới kho từng đại lý để chuẩn bị giao đến tay người tiêu dùng trong tháng 7 tới. Những hình ảnh Isuzu Mu X 2022 cập bến Việt Nam đã được dân mạng truyền tay nhau từ trước đó. Trước đó, nhiều tin đồn cho thấy Isuzu Mu X 2022 về Việt Nam chỉ có một lựa chọn động cơ diesel 1.9 nhưng thực tế, chiếc ô tô mới này có tới hai lựa chọn động cơ với dung tích khác nhau 1.9 và 3 lít. Khối động cơ 1.9 lít được trang bị cho 3 phiên bản cấp thấp. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là Prestige 2 cầu sẽ sử dụng động cơ 3 lít khối động cơ 1.9 sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, mô men xoắn tối đa 150 Nm. Động cơ 3 lít cho công suất cực đại 187 mã lực, mô men xoắn 450 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Với động cơ 3 lít này, Mu X sẽ dễ cạnh tranh hơn khi các đối thủ đều có tùy chọn động cơ lớn. Theo nguồn tin ô tô nội bộ, Isuzu Mu X 2022 có nhiều điểm nhấn mới mẻ nhằm tăng hiệu quả thu hút khách hàng, và cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ khi Toyota Fortuner ra mắt bản nâng cấp còn Ford Everest 2022 sắp bước sang thế hệ mới. Để chuẩn bị đón thế hệ mới, đại lý đang chào bán xe Isuzu Mu-X 2021 với mức giảm lên tới 70 triệu. Chưa kể, khách hàng đặt mua xe tại ô tô.com sẽ được tặng kèm gói chăm sóc ô tô miễn phí, với chế độ chăm sóc toàn diện nội ngoại thất, bảo dưỡng, vệ sinh xe, thay dầu miễn phí, trong vòng một năm tính từ ngày khách hàng hoàn thiện hợp đồng mua bán. Thiết kế của Isuzu MU X 2022 tuân theo phong cách hiện đại. Phần kính bên hông được thiết kế liền lạc thay cho kiểu tách rời như bản cũ. Khoang nội thất có thêm nhiều điểm nhấn mới với vô lăng cải tiến mới. Trên bảng táp lô, tích hợp màn hình trung tâm kích thước chính in cùng nhiều chi tiết bọc da màu nâu tăng thêm cảm giác sang trọng. Ngoài phanh tay điện tử, thì mẫu xe này cũng có thêm một số tính năng an toàn gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù. Ở mô hình mới, kích thước của Isuzu MU X cũng được cải thiện bằng việc tăng thêm 25mm chiều dài và tăng 10mm chiều rộng. Khoảng sáng gầm xe đạt 235mm được xem là lợi thế cạnh tranh của mẫu xe này, bởi nó vượt trội so với đối thủ cùng phân khúc. Nhìn lại cuộc đua doanh số trước đây, Isuzu MU-X từng là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc với doanh số xếp cuối bảng. Lượng xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 140 xe. Trong khi đó, con số tương tự của đối thủ Toyota Fortuner đạt 2.761 xe. Mitsubishi Pajero Sport đạt 700 xe, Ford Everest đạt 635 xe. Xe cộ, XXXX,